Những người ở đây thì là sung sướng. Khi rảnh không có việc làm thì rủ nhau đi uống rượu và bàn chuyện đá banh. Hello, how to get to Chinatown? What? Chinatown. To left. Oh, you will see it. Thank you. No, thank you. Thank you. Bye bye. Chuyện của anh Khôn, nếu như đại ca nói một tiếng thì tụi Hòa Lan sẽ chiếu cố ngay. Cảm ơn. Ông Schindler nói Hồng Hưng tụi mình ở Hồng Kông thế lực to lớn, nếu tụi mình có hứng thú buôn bán ma túy, ông ta sẽ hợp tác với mình. Nói chuyện biết là tôi cảm ơn. Tạm thời tôi không đụng tới chuyện này, để khi việc làm ăn của chúng tôi bên Hồng Kông ổn định. Mr. Schneider, voorlopig we gaan to see zaken doen met hem. Wie we is, onze zaak in Hong Kong goed gemakkelijker. Dan wachten we er even af. U heeft een hele mooie dame bij. Ông ta nói bạn gái của anh rất đẹp. Nè, Dina, qua đây. Nè, qua đây, qua đây. Bắt tay ổng say goodbye đi. Nice to meet you. Nice to meet you. See you in Hong Kong. See you. Tiền khách. Dạ biết. Sir, please. Anh Sinh, cảm ơn anh. Đừng khách sáo mà, anh Thái là người của mình. Có gì chú cứ kiếm ảnh. Ờ. Hầu Nam, không có gì chứ. Nè, anh Thái à, kêu gì ăn đi. Ăn xong còn lên máy bay nữa. Sorry, xin lỗi. Anh Sinh, tôi có đến tổ trọng án. Họ nói vụ này đang còn điều tra. Họ còn quay đầu trở lại hỏi tôi Hồng Hưng mình có phải có nội gián không. Báo chí đã đăng hết rồi. Tôi đã nói Trần Hào Nam là thằng phản bội, cứ liên tiếp xảy ra chuyện hoài. Lần này còn quá đáng, cả gan giết chết cả anh Sinh nữa. Hồng Hưng tụi mình không để nó sống được. Anh Cơ, anh Sinh bị giết chết cũng đang điều tra. Anh gán tôi cho Hào Nam như là không được công bằng. Chuyện gì cũng phải nói chứng cứ. Chứng cứ ở đây. Thằng cốt nạn, mày tới làm gì? Tao tới đây bảo vệ khu vườn. Còn tao thì sợ cái bọn em út của Trần Hạo Nam làm những chuyện dơ bẩn thôi. Dư Hổ, mày nói gì? Đừng có sợ. Nói cho họ biết. Cô ngó thấy gì, nói hết cho mọi người nghe đi. Anh Sinh, anh bị Trần Hạo Nam giết chết. Phương Đình đừng có nói bậy nha. Muốn gì? Gà rừng, câm miệng. Một khi cái chuyện này chưa được sáng tỏ thì đừng nên nói bừa bãi. Ngồi xuống đi, để nghe Phương Đình nói chuyện. Cô Phương Đình, cái chuyện này có liên hệ mạng người, không phải là phụ nữ thì có thể nói bậy được đâu. Anh Sinh quả thật bị Trần Hào Nam giết. Đó, bạn gái của anh Sinh cũng nói như vậy đó, phải không? Hả? Sao hả? Chứng cứ hả? Nè, coi cho kỹ đi. Theo tôi biết, đại ca của tụi anh chính thức từ cướp vùng Hòa Lan, không chịu buôn bán ma túy. Thằng ngoại quốc bắt tay Trần Hào Nam là cần dạy của bố già Hòa Lan. Tụi nó liên lạc với nhau và đã bàn kế cùng nhau giết chết Tưởng Thiên Sinh rồi buôn bán ma túy. Ở đây là có chứng cứ, tụi mình cũng phải vô qua như người ta phải không? Anh Quả, anh nói xong chưa?
giết chết đại ca của mình. Hồng Hưng các anh không bắt cỡ, nhưng mà đồng tình chúng tôi tiếc gì mình. Bây giờ Hồng Hưng chúng tôi không có dính dấp gì anh. Anh nói xong rồi đi về đi. Tuy là tôi không gì đáng nói với anh, tôi hy vọng anh phân tích rõ ràng coi chuyện này như thế nào. Chuyện này là chuyện nội bộ chúng tôi, anh làm ơn lui ra đi. Phương Đình, tôi vẫn có về xưởng phim. Các anh em nghĩ sao? Còn nghĩ gì nữa? Tất nhiên là phải trả thù giùm cho anh Sinh, chỉnh đốn lại nội bộ phải không? Trần Hạo Nam không có làm cái chuyện gì đâu. Các người rất lù khù. Thằng Hạo Nam từ nhỏ tới lớn tôi coi chừng nó, nó đâu có làm cái chuyện khinh sư diệt tổ như vậy. Uầy, các người nhận thấy không phải, nhưng tôi nhận thấy chính là nó. Tôi cũng nhận thấy là nó đó. Tất cả đừng có làm rùng nữa, làm theo cách công bình. Nếu ai nhận thấy Hạo Nam giết chết anh Sinh, giơ tay lên. Làm theo lệnh, mời ra ngoài. Đi ra đi, ngoài, đi ra ngoài. Thôi đi, đi. Thân có sinh tử, người có hương dượng. Nếu bắt được thâm tử mà không đi, thì tự mình giải thích với anh Sinh. Đại Phi, chuyện của anh Sinh giao cho anh. Ok. Nè, ngày xưa nói là muốn trốn thì trốn ở chợ đông. Anh tới đây trốn thì không cần phải lo gì hết. Yên tâm đi. Nè, ăn cơm. Bữa cơm này có công lao của cô nhỏ nhỏ. Anh có món ốp la nè. Có thơm không? Sao bể hết vậy? Hồi nãy con cẩn thận làm bể hết á. Ăn bữa cơm gia đình mà. Anh không thích ăn ốp la thì ăn món đậu hòa lan xào thịt của tôi đi. Đậu hòa lan? Phải, đậu hòa lan đó. Đậu hòa lan nè. Cảm ơn. Chỗ này hình như hồi trước tôi từng đến, hình như có ấn tượng, có phải không? Lần trước anh gặp nguy hiểm em ở bên cạnh của anh nên được lướt qua. Anh mong lần này cũng được như vậy. Đại ca, xin chờ tôi đi lấy xe. Ha, thì đúng là đường hẹp gặp quan gia ha. Nói gì hả thằng Lục? Tụi nó là em út của Trần Hồ Nam hả? Phải, ở Nguyên Lãng từng gặp rồi. Kêu đại ca của tụi bay á, đừng có lặng quá lâu nha. Mày nói gì? Tao là đại ca của mày đó. Muốn gì? Ê, mày biết chỗ nào mua quan tài, tao chỉ cho mày mua. Mày biết tao lại không? Mày là ăn chỗ chết, tao đập mày. Chết đi. Ghê đi. Lên ra, tao đập chết mẹ mày luôn. Sao đập bể đầu mày luôn nè. Chết đi mày. Chết đi. Đập chết mày nè. Chết đi mày. Chết đi. Chạy mau. Chuyện gì đó? Không có gì đâu. Sao được, có người điện thoại gọi cảnh sát. Tôi phải đưa anh vào bệnh viện. Tụi nó không đi. Điện thoại của anh phải không? Hồi trước tôi đi đâm chém. Ê, bị chém trúng tay à, cũng là tự mình bằng bó thôi. Đâu cần gì vô nhà thương chứ. Tiểu Cường, đại ca đổi vợ rồi, còn không làm việc. Đại ca uống miếng đi. Ê, anh bạn à, không đi bệnh viện có được không? Vì huynh đệ này, kêu làm việc đó không nghe hả? Mở cửa ra. Mẹ mày làm gì đó? Chuyện gì cũng do mày gây ra. Chúng ta làm bao nhiêu việc lão đại không chịu tiếp nhận. Nếu mà sau này anh ta tiết lộ tụi mình giết chết thằng Sinh thì tụi mình mất mạng đó. Nếu ta gà đừng giết chết được hắn thì thiệt may cho tụi mình. Chỉ tiếc là nó giết không chết ảnh. Lão đại. Mới tới hả? Giờ cần đâu? Nó ở đây cả ngày với anh. Tôi đã kêu nó về nhà nghỉ.
Tiêu Hổ. Dạ. Rót tao ly nước. Dạ. Sao tới khuya vậy? Lão đại, bữa nay tôi tới nói xin lỗi với anh. Tôi biết thường ngày có khi tôi làm gì không đúng. Tao chửi mày là muốn mày nên người. Như vậy sẽ có lợi cho mày đó. Mày thì không có gì, chỉ có tánh nóng nảy thôi. Lão đại, nước nè. Trời, mày muốn tao phỏng lỡ hả? Lão đại, để em đổ ly khác. Tôi đợi anh. Mẹ kiếp nó, sao lòi cả mắt ra vậy? Mày nói coi, tư tưởng của mày như vậy làm sao vậy tụi tao? Làm sao làm lão đại? Bây giờ mày đã ao đét, nhắm mắt lại chả